Kênh YouTube Qua Tâm Trà Vinh mến chào cô chú bác anh chị và các bạn. Trước màn hình cô chú bác anh chị và các bạn là trường Trung học Phổ thông Dương Háo Học. Dương Háo Học này thì thuộc về ấp Tân Tiến, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ở phía bên kia trường bữa nay người ta bắt đầu bán quà Tết rất là nhiều rồi mọi người. Bông Tết nữa ha. Ở đây đó thì có cái bảng chỉ đường nè, đi Hữu Thành của Vĩnh Long là 11 km, rẽ trái thì đi sang Hiếu Trung 6 km. Cái đường hiện tại Qua Tâm đang đi là đường tỉnh 911. Khi mình chạy qua cái cầu này sẽ đến chợ Tân An. Đây là chợ xã. Chợ xã giống như là chợ Quyền Hội với lại chợ Nhị Long vậy đó. Chợ Nhị Long thì xã Nhị Long ha, hay còn gọi là chợ Dừa Đỏ. Còn chợ Quyền Hội thì xã Quyền Hội. Ở đây thì cũng có cây xăng nè, cây xăng cửa hàng số 9 của Petrolimex. Đây là cầu Tân An. Vừa qua cầu Tân An thì sẽ đến chợ Tân An phía bên tay phải. Cái cầu này á cũng khá là lâu rồi, rất là cũ rồi. Khoảng chừng 20 năm trước là Qua Tâm đã thấy cái cầu này rồi ha. Chợ xã bây giờ chợ nào cũng có điện máy xanh hết, có Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, rồi tiệm vàng, nói chung là cũng bán đầy đủ hết. Ở đây thì người ta cấm xe vào chợ, cho nên mình muốn đi vô trong đó đó thì mình phải gửi xe để Qua Thăm tìm cái chỗ nào mà gửi xe rồi quay cho cô chú bác anh chị và các bạn xem ha. Phía bên đây bắt đầu bên đây ta cho đi vô bằng xe được nè. Anh em chạy vô trong đây xem sao. Bên đây là bán thịt heo rồi bán đủ loại hết ha. Là gửi xe ở trong đây. Ôi. Gửi lại đây hả anh? Tưởng đâu là gửi ở bên kia không à. Dạ, với chợ. Rồi gửi xe đi vô chợ. Ở phía bên đây là người ta để cái bảng cấm xe vào chợ. Bán lá cách với là bông khá là nhiều luôn nè. Bông lá cách ha, với xoài, bông cúc. Bán giày dép, bánh mứt Tết. Bánh mứt Tết, khoai lang Đà Lạt, tôm mực. Đây bán cá nữa nè. Cá này cá gì đây ta? Cá cá lia thia hay gì á mà không biết cá gì nữa. Rồi cá đẹp quá ha. Chợ Tết, chợ Tết 25 Tết. Chợ Tân An thuộc ấp Tân Tiến, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ý người ta bán đầy đủ hết, rau nhúc, cá tép. Dưa hấu. Rồi ở đây bán quần áo Tết nha mọi người.
Hột vịt lạc 28.000 một chục. Bán rau nhút nè. Nhút này trồng ở đây hả chị? Rau nhút người ta trồng ở đây, người ta đem ra bán luôn. Đã có bánh mứt tôm khô. Giò 3 kg 100 ngàn, 3 kg giò 100 ngàn nữa, bất chấp luôn. Ủa heo rẻ vậy? Trời. Giò 3 kg 100 ngàn à. Xương ống 4 kg 100 biết sao không? Bởi vì em nói mấy chị thịt 6-5 ngàn chứ mấy chị nó mắc không có. Xương không ai mua á. Ai cũng mua thịt cái chơi, cái xương nó rẻ nó ế, tàn canh vô lạnh vậy. À, rẻ hả? Ở đây đồ rẻ, thịt rẻ. Rau cài bánh nhà cho. Cái nào mà cái tờ giò là 4 kg 100, 3 kg 100 á. 3 kg 100 mà thịt ở đây rẻ hả? Đây bán đủ hết rồi, thịt rẻ quá trời mọi người. Ai vui trời ơi nó trơn. Đi hồi có khi nào không biết đường ra không ta? Chợ này hình như rộng hơn chợ bên Quyền Hội. À chợ này đúng rồi, chợ này thấy rộng hơn chợ xã Quyền Hội nè. Ở đây có bán mắm nè, mắm bò hóc với mắm cá sặc. Mắm bò hóc thì nấu dạo mắm nè mọi người. Mắm là nấu bún nướng lèo ha. Mắm Trà Vinh ngon lắm. Mắm Trà Vinh ngon lắm. À. Đây có bán bánh mứt rồi. Ăn về lấy hộp ly ha. Về lấy ly. Bánh bông lan. Cái này có bán bánh mứt trái cây đều đủ loại hết mọi người. Bánh mứt trái cây, bánh kem, bánh bông lan. Hàng qua chỗ này đi. À, ở đây người ta có làm bánh thửng với bánh bông lan bán nữa nè. Bánh thửng. À, có bán bông dạng thọ ha. Ủa lại bông ha. Bô 3 kg 20 quá à. Bô bưởi xoài 3 kg 20 là 1 kg 7 ngàn. Xoài thì 10 ngàn ký. Đây có bán bông đủ hết luôn. Bắp nữa. Bên bông đi đâu? Đây có bán bông Đà Lạt đủ hết ha. Cái này bớt đi. Lạ 30 ngàn đó thiệt quá. Chín nó đỏ như vậy là con trả 20 nhé. Con trả 20 nhé. Trả bà dạo ơi, hội nhỏ. À, có bán mấy cái khay lượng mứt nữa nè. 25 Tết rồi. Cái đó 12 ngàn.
YouTube kênh Hoa Tâm Trà Vinh. Hoa Tâm Trà Vinh. Hoa Tâm Trà Vinh. Quay cho cái này cho đẹp đẹp hả? Bán rau cải rồi đủ loại hết hả? À. À, chị mở cái kênh Hoa Tâm Trà Vinh á, bấm lên này nó có. Ăn đủ loại hết ha, có hột vịt nữa nè. Hột vịt dưa cải chua rồi đủ hết ha. Muốn gì có nấy. Đủ cái rau hết trơn. Có bông súng rồi nè, tầng ô rồi rau nhút. Đó, nó quay hồi nữa là bán liên tục luôn. Hủ tiếu làm nhà hả hay là sao? Hủ tiếu lò hả? À. À, là ở nhà mình làm mình bán luôn. À, lấy của người ta nhưng mà cái lò người ta gia truyền á ha, ta làm lâu. Mấy chục năm rồi đó. À, mấy chục năm à. Rồi đi. Dạ. Xoài, đủ loại xoài hết. Bánh có là không có. Ok, đây nó hơi trơn đi, cẩn thận trơn mọi người ơi. Chợ ở dưới này cho bán cá. Hơi trơn. Rau này giống hái nhà bán. Hái cái gì? Rau vườn nhà trồng hả? À bởi vậy thấy giống như là rau hái ở nhà bán vậy đó. À, mướp trồng nhà ha, với lại rau lan nè, lá cách nè, mấy này ở đây có rau dừa nữa phải không chị? Rau dừa. À, này là rau dừa nè, lâu lắm rồi Hoa Tâm mới thấy cái loại rau này ha. Rau dừa. Rau dừa này á, nếu mà nấu mắm á, nó mắm ăn với rau này rất là ngon. Con súng. Con súng có con ong nó đeo. Em bán rau em trồng nhà em bán. Rồi ở nhà có trồng dưa hấu nữa hay gì mà có dưa. Ủa cái đó vú sữa hả? À tưởng đâu dưa hường. Tưởng đâu dưa hường. Bánh bò. Ở cái này là rau câu. À, có bánh bò nữa kìa. Bánh bò với rau câu. À, bánh bò đẹp quá ha. Màu đẹp quá. Đây. Màu đẹp quá nè. Mới đổ ra lò luôn đó. Mới đổ ra luôn đó hả? À. Đi làm nhà hả? Làm nhà, bỏ nước, bán lẻ luôn. Rồi, cái rau câu này là bao nhiêu một bịch chị? 10.000 hả chị? Ủa, 10.000 bịch nhóc luôn vậy đó hả? Nhiều vậy đó. Lấy bịch chị. Một bịch thôi, lấy một bịch này đi. Cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Không, tiếp không? Không, không ăn rau câu được à. Ở đây có bánh bò nè mọi người. Màu đẹp chưa? Ngon chưa? Làm bột tiệm hả? Bột mình sai chị? Bột tiệm không hả cưng? Bột tiệm hả? Tiệm nhưng mà mình hấp ở nhà. Hấp nhà nè. À. Ngon lắm. Ngon ha. Mát. Ngon lắm. Rồi, em đi chơi. Ủa xuống đây rồi hồi nó mới đường đi ra. Dạ không. À cái này chợ thịt còn phía bên đây ra bán đồ ăn uống ha. Mình làm xuống đây không biết hồi biết đường ra không nữa, giữ xe chỗ nào quên rồi. Đường ra ở đâu đây? Chắc đẳng quá. À cái này cặp mé sông với cái cầu hồi nãy nè.
xong có con cái xuồng. À, là cái sông này Hoa Tâm có đi xuồng trên cái con sông này một lần rồi, đúng rồi, cũng đi bằng cái chiếc xuồng này luôn nè, xuồng ba lá hả. Có một lần Hoa Tâm đi chơi thì ngồi trên chiếc xuồng này chạy được chèo chở trên cái con sông này chạy đến cái cầu Sư Bích. À, lúc Hoa Tâm đi trên cái xuồng này, trên cái dòng sông này đó là cách nay cũng 20 mấy năm gì rồi. Lâu lắm rồi mới trở lại đây ha. Nắm mất tết nè, không nắm lung lan luôn. Rau này người ta trồng ở đây nè mọi người, rau nhút và bông súng rồi, nói chung rau vườn trồng ở đây ha. Chợ Tân An này Hoa Tâm thấy lớn hơn chợ Huyền Hội, đi thấy rộng hơn nè. Hên quá, cái đường đi về lấy xe tưởng đâu đi lạc trong đây luôn rồi. Thôi ở đây bán vịt con cặp 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 cặp. À, cá bóng lâu lắm rồi Hoa Tâm mới thấy cá bóng này ha, cá bóng tượng, cá bóng tượng nè. Ủa rồi giữ xe nãy chỗ nào ta, hình như bên đây. Gà vịt luôn, có trứng ngỗng nữa nè. Rồi Hoa Tâm tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp cô chú bác anh chị và các bạn ở những video kế tiếp. Nhớ bấm đăng ký kênh và ấn chuông bật thông báo để xem những video mới nhất mà kênh Hoa Tâm Trà Vinh tải lên. Ở đây người ta bào đá bẻ cho nên nghe rột rột rột.